Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hôm 8 tháng 4 gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nhấn mạnh việc phát triển mối quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và đề xuất hợp tác nhiều hơn nữa trong các dự án thương mại và phát triển, theo Chính phủ Việt Nam và truyền thông nhà nước đưa tin. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên nỗ lực thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Khái niệm đã được đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai bên khi ông Tập công du Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Huệ tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Tại cuộc họp sau những thăm hỏi và chúc mừng thành tiệu của Trung Quốc, ông Huệ nhấn mạnh việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc và kiên quyết phản đối mọi hình thức hoạt động ly khai Đài Loan độc lập, theo ghi nhận của trang tin của Chính phủ Việt Nam và Tân Hoa Xã. Về phía Trung Quốc, ông Tập nói rằng đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là hai bên là một cặp đồng chí hướng có chung vận mệnh và vừa là đồng chí vừa là anh em, theo Tân Hoa Xã cho biết. Ông Tập kêu gọi hai bên nỗ lực chung nhằm thúc đẩy nhiều thành tiệu hơn nữa trong việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình hiện đại hóa của mỗi nước chuyến thăm trung quốc kéo dài một tuần của ông huệ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi việt nam vào giữa tháng trước lên tiếng kêu gọi trung quốc tôn trọng luật biển sau khi bắc kinh công bố đường cơ sở vịnh bắc bộ